Từ những ngày đầu trào chắn nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ kết nối quận 7 và huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cho đến nay 15 ngày có xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông, đặc biệt vào các giờ cao điểm. Tình trạng ùn ứ tập trung chủ yếu ở luồng ô tô, xe container trên đường Nguyễn Văn Linh từ hướng trạm thu phí về nút giao và trên đường Nguyễn Hữu Thọ hướng huyện Nhà Bè đi quận 7. Trước nay, nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ cũng là nơi tập trung nhiều luồng xe cộ qua lại hàng ngày. Các đơn vị liên quan đã dự báo việc rào chắn khó tránh khỏi ảnh hưởng đến giao thông khu vực. Ngoài việc điều chỉnh đường đi, chỗ quay đầu tạm thời cho xe cộ, thì các đơn vị liên quan là chủ đầu tư, nhà thầu và lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực thông báo đến người dân về lộ trình mới và điều tiết xe cộ để người dân đi lại đỡ vất vả hơn trong thời gian chờ xây dựng nút giao này hoàn tất. Ông Lương Minh Phúc, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, ban giao thông cho biết, việc trào chắn nút giao Nguyễn Văn Linh Nguyễn Hữu Thọ để xây dựng đồng bộ hầm chui Nguyễn Văn Linh đảm bảo mục tiêu thông hầm trước 31 tháng 12. Việc trào chắn là bắt buộc và phải triển khai để hoàn thành công trình. Tuy nhiên, việc trào một ngã tư với mật độ giao thông rất lớn như Nguyễn Văn Linh Nguyễn Hữu Thọ chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân. Do đó, chủ đầu tư và các nhà thầu sẽ cố gắng điều tiết tổ chức giao thông